Thông tin từ Vietnamnet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Moscow tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong tuần qua đã kiểm soát thêm một khu định cư ở tỉnh Kharkiv và 5 ngôi làng ở Donetsk từ tay đối phương. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, các đơn vị thuộc cụm quân phía Tây đã giành được làng Petro Chanevoye ở tỉnh Kharkiv. Trong khi đó, ở tỉnh Donetsk, hai cụm quân phía Nam và trung tâm lần lượt kiểm soát các làng Kudakivka, Vizne và Kremenaya Banka. Riêng với cụm quân Vostok, đơn vị này đã giành được cả làng Maximovka. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về nội dung bản thông báo trên một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Kyiv Independent hôm 8 tháng 11 rằng các máy bay không người lái UAV cảm tử của họ trong cuộc tập kích thành phố Saratov của Nga đêm ngày 7 tháng 11 đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại đó. Trong đoạn video được kênh Telegram Astra của Nga chia sẻ, có thể thấy vụ tập kích UAV đã tạo ra đám cháy lớn sáng rực một góc trời thành phố Saratov hãng tin TASS của Nga sau đó xác nhận các cơ quan chức năng thành phố Saratov đã phát hiện nhiều mảnh vỡ UAV rơi trong khu công nghiệp nằm ở quận Zavosky. Được biết, vụ tập kích UAV đêm ngày 7 tháng 11 cũng khiến một số công trình dân sự bị hư hại. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 8 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kudakove và Pokrovs vẫn là những mặt trận khó khăn nhất. Ông nói, hôm nay có báo cáo của Tổng tư lệnh Kudakove Pokrovs, khó khăn nhất hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự, Chỉ huy các lữ đoàn đang nỗ lực củng cố vị trí. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng công bố gói hỗ trợ mùa đông cho người Ukraine. Chính phủ đang chuẩn bị các quyết định khác, đặc biệt là về gói hỗ trợ mùa đông cho người Ukraine, sẽ được triển khai trong tháng này. Chính phủ phải hỗ trợ những người làm việc ở Ukraine và tất nhiên là cho Ukraine. Ông không tiết lộ chi tiết về khoản hỗ trợ, nhưng cho biết ông cũng chỉ đạo chính phủ thanh toán bổ sung cố định cho tất cả nhân viên giảng dạy của trường. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ triển khai một chương trình mới từ ngày 1 tháng 12 cung cấp hỗ trợ với số tiền là 1.000 UAH, tương đương với 24,2 đô la Mỹ cho mỗi người Ukraine dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ giấu tên Reuters và CNN đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép triển khai các nhà thầu quân sự Mỹ tới Ukraine để bảo trì và sửa chữa các thiết bị cung cấp cho lực lượng Kiev. Quyết định của Nhà Trắng được đưa ra vào đầu tháng 11 sẽ cho phép lầu năm góc trao hợp đồng cho các công ty Mỹ làm việc tại Ukraine lần đầu tiên kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Reuters lưu ý, chính quyền Tổng thống Biden hy vọng điều này sẽ đẩy nhanh quá trình bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí được quân đội Ukraine sử dụng. CNN làm rõ rằng các hệ thống vũ khí sẽ được các nhà thầu Mỹ bảo trì bao gồm máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống phòng không Patriot. Ước tính sẽ có từ vài chục đến vài trăm nhà thầu Mỹ ở Ukraine vì lý do an ninh họ sẽ bố trí ở những khu vực xa chiến tuyến hơn. Guardian đưa tin chính phủ Ukraine tin rằng mối quan hệ của họ với chính phủ Anh đã xấu đi. Điều này xảy ra do tân thủ tướng Keir Sammer miễn cưỡng cung cấp tên lửa tầm xa Somshadow cho Kiev. Theo báo Anh, sự thất vọng của Kiev đối với London là kết quả của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Sammer và Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp vào tháng 10. Ông Zelensky sau đó đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình, nhưng theo nguồn tin của Guardian ở Kiev, nó không gây ra phản ứng lớn. Phản nàn chính của Ukraine là sau khi đảng lao động lên nắm quyền, anh đã không cung cấp thêm bất kỳ tên lửa xôm xa đâu tầm xa nào. Một quan chức giấu tên của Ukraine nói với The Guardian, ông Summer không cung cấp cho chúng tôi vũ khí tầm xa. Tình hình không giống như khi ông Rishi Sunak còn làm thủ tướng, mối quan hệ đã xấu đi. Tổng thống Zelensky nêu lên những lo ngại này trong cuộc gặp với thủ tướng Anh tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu vào ngày 7 tháng 11, nhưng Kyiv cho biết cuộc gặp đã không dẫn đến bất kỳ tiến bộ nào về vấn đề cung cấp xôm xa đầu. Theo nguồn tin của The Guardian, vấn đề tên lửa chính là lý do khiến ông Summer chưa đến thăm Ukraine kể từ khi nhậm chức thủ tướng kênh Military Summary đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo rằng quân đội Nga EDFAF đã triển khai thêm 100.000 binh sĩ ra mặt trận cho cuộc tấn công mùa đông. Với tình hình hiện tại, điều này có thể cho phép lực lượng Moscow mở thêm các chiến dịch tấn công mới ở nhiều khu vực mới. Giai đoạn 3 của cuộc phản công ở Kursk vẫn tiếp tục. EDF-AF nói rằng họ đã chiếm lại được ba ngôi làng mặt trận Zaporizhia vốn tương đối yên tĩnh, bỗng âm âm chuyển động khi Nga đẩy mạnh tiến công về phía thành phố Odekov từ bàn đạp Rabotino mà họ mới chiếm lại được cách đây vài tháng. Về phía Nam Donetsk, lực lượng Moscow cũng đã chiếm được địa hình xa hơn. Tại đây, các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine AFU dọc theo đường cao tốc H-15 đang sụp đổ. Các tuyến phòng thủ theo hướng Kudakove cũng vậy. Những trận chiến đầu tiên thậm chí còn được cho là diễn ra ở ngay trong nội đô Kudakove. Kênh Tidovka cho biết, thủy quân lục chiến Nga đã khiến lực lượng Kiev bất ngờ bằng cuộc tấn công mới ở khu vực Kursk một loạt cuộc đối đầu mới rất khốc liệt giữa hai bên đã bắt đầu ở khu vực Kursk. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 Nga bằng hành động khôn ngoan và sự kiên nhẫn, sau khi chờ đợi tới thời điểm thích hợp nhất, họ đã đột phá vào nơi mà đối phương không ngờ tới, khiến lực lượng Kiev bị đánh bật khỏi một số khu định cư cùng lúc. Trong một bài bình luận cho báo Gazeta, phóng viên chiến trường Khairulin cho rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zizky sẽ không thể rút quân khỏi lãnh thổ khu vực Kurs, ngay cả khi ông ấy muốn. Vì vậy, chuyên gia Khairulin đưa ra nhận định, nói trên dựa vào tuyên bố của Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Mariana Bezukla rằng tướng Zizky có kế hoạch hoàn thành chiến dịch xâm nhập vùng Kurs trên lãnh thổ Nga. Nghị sĩ đã đưa ra kết luận tương ứng sau khi phân tích các bài đăng của Zizki trên mạng xã hội. Đồng thời, bà hướng sự chú ý đến thực tế là trong các tin tức không đề cập đến việc lực lượng ký ép liên tục để mất lãnh thổ ở khu vực Kharkov và vùng Donbass, đặc biệt là tại Donetsk. Đồng thời, chuyên gia Khairulin xem xét lý do giải thích cho những thông tin về kế hoạch rời khỏi khu vực Kursk của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine họ cần phải biện minh cho mình nên họ muốn lợi dụng thực tế. Họ nói ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ nên chúng tôi rút quân, chứ không phải vì chúng tôi thua, nhà báo giải thích. Ông lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị kẹt trong vòng vây ở Kursk. Theo phóng viên chiến trường này, lực lượng Kiev gặp khó khăn trong các khu vực là Kuchatov và Suza. Con đường mà dọc theo đó, Afu có thể rời khỏi vùng Kurs đang bị ép chặt từ cả hai phía. Vì điều này, họ không thể rời khỏi khu vực chiến đấu. Chuyên gia quân sự nói thêm rằng lực lượng Moscow đã hình thành một vòng vây đối với Afu gần suốt ra. Phóng viên chiến trường kết luận: ép khó rút nhóm này do thiếu nguồn cung cấp vì binh sĩ của họ thậm chí sẽ không có cách nào bắn trả. Etaf Af có thể bắt đối phương bằng tay không? Kênh T-3 xác nhận Nga đã chính thức phát động giai đoạn 3 của cuộc phản công tại mặt trận Kursk bằng những đòn đột kích dữ dội trên nhiều hướng cùng lúc, đặc biệt là tại quận Koldenevo. Tại quận Koldenevo, lưu lượng Moscow đang tham gia vào các trận chiến cục bộ ở phía Nam, Zeleny và Novoivanovka trong đó Novo Ivanovka là một trung tâm giao thông quan trọng, từ đó RFAF có cơ hội phát triển một cuộc tấn công về phía Malaya Lognia để hỗ trợ cho một mũi đột kích có thể xảy ra từ phía Bắc. Nga đang sử dụng UAV và pháo binh để đánh vào các khu vực tập trung binh sĩ và thiết bị của AFU. Không quân tiền tuyến cũng đang hoạt động tích cực. Trong ngày, các phi công Nga đã thực hiện một số cuộc không kích vào Group Lenkoe và, Lenko -e và Leonidovka, nơi các đội hình Kiev đang ém quân theo một số báo cáo, tại quận Susa, RFAF đã tiến hành cuộc phản công dọc theo tuyến Olopka, Novaya Sorochina, Saraya Sorochina, đồng thời những báo cáo về giao tranh ác liệt đã xuất hiện trên các nguồn tin ủng hộ Kiev. Thông tin về các cuộc tấn công được xác nhận cho thấy một nỗ lực của lực lượng Moscow nhằm tạo thành một vòng vây xung quanh các đơn vị Ukraine đang chấn giữ vùng lân cận Kruplenkoe. Trong khu vực Martinivka, các cuộc đụng độ cục bộ đã được ghi nhận, không quân chiến thuật Nga đã ném bom các vị trí AFU ở khu vực này và gần Malaya, Loknia, một khẩu pháo tự hành AFU-2S22 Bokdan đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của UAV Lancet. Tại vùng Sumy, vào ban đêm, lực lượng Moscow đã tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương ở trung tâm khu vực băng tên lửa đạn đạo. Với các báo cáo về tình trạng mất điện trong thành phố, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công có thể là trạm biến áp Sumi. Kênh Tiba 3 đưa tin, Kiev tập kích nhà máy lọc dầu ở Saratov bằng UAV. Để đáp trả, Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở các khu vực Sumi, Odessa, Khmelnytsky và Kiev. Theo hướng Donetsk, RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía tây nam Maximilianovka hướng tới Kudakove. Ở Nam Donetsk, họ cũng đang tấn công về phía tây Chudove và tiến qua các hàng cây ở phía đông Bohoyablenka. Thông tin từ báo Hà Nội mới, các bờ lốc quân sự vào ngày 8 tháng 11 đưa tin quân đội Nga sắp kiểm soát một thị trấn lớn ở mặt trận miền đông Ukraine, từ đó tạo đà cho chiến dịch tiến về phía tây nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Theo các bờ lốc quân sự của cả Nga và Ukraine, Lực lượng nga đã tiến vào làng Sonsipka và đang tiến từ phía tây bắc đến thành phố Kudakove. Chính quyền Ukraine không thừa nhận rằng ngôi làng đã rơi vào tây nga, đồng thời lưu ý rằng giao tranh ở mặt trận phía đông diễn ra ác liệt nhất xung quanh Kudakove và Pokrovs, một trung tâm hậu cần lớn ở phía tây bắc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video vào ban đêm, hướng Kudakove và hướng Pokrovs là những thách thức lớn nhất hiện nay. Bộ Tư lệnh Quân đội và Bộ Tư lệnh Lữ đoàn đang nỗ lực củng cố các vị trí. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến ngôi làng này, nói rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi 18 trong số 32 cuộc tấn công của Nga gần Kudakove và 19 cuộc tấn công gần Pokrovs. Blog quân sự nổi tiếng của Ukraine Dipset cho thấy làng Sonsipka đang ở trong vùng xám với quyền kiểm soát không chắc chắn. Một sĩ quan Ukraine tự nhận là Alex cho biết quân đội Nga đã xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Ukraine và giành được chỗ đứng trong làng. Một blogger người Nga tự nhận là Blue Zebrot cũng đã đưa ra một báo cáo tương tự, cho biết bước tiến này cuối cùng sẽ dẫn đến việc bao vây Kurakove. Đối với Nga, việc kiểm soát Kurakove có ý nghĩa quan trọng vì đây là một thành phố lớn. Kiểm soát Kurakove cũng mở ra một số cơ hội để các lực lượng Nga di chuyển đến Pokrovsk Nga hiện kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Trong những tuần gần đây, quân đội nước này đã liên tục thông báo đã kiểm soát hàng loạt ngôi làng trong khi tiến về thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần và vận tải quan trọng cho các hoạt động quân sự của Ukraine ở miền đông Ukraine. Thông tin từ báo Dân Chí, theo giới phân tích quân sự, thật khó để bất kỳ một ai đó, dù có tài giỏi như thế nào, có thể giải quyết vấn đề phức tạp như xung đột Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc với chiến thắng được truyền thông nước này tuyên bố là thuộc về ứng viên Donald Trump. Giờ đây, sự chú ý của dư luận đang đổ dồn vào vấn đề sự hợp tác quân sự kỹ thuật của Ukraine với chính quyền Nhà Trắng mới sẽ phát triển như thế nào và chiến thắng của ông Trump có ý nghĩa gì đối với Moscow và Kiev. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trước lễ nhậm chức chính thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 và sẽ thực hiện điều đó chỉ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, theo giới phân tích quân sự, thật khó để bất kỳ một ai đó, dù có tài giỏi như thế nào, có thể giải quyết vấn đề phức tạp như cuộc xung đột Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cho đến nay, ngoài lời hứa chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi chính thức nhậm chức, đội ngũ của ông Trump vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về cách vị Tổng thống đắc cử sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Và trên thực tế, ông Trump cũng không thể làm được điều đó nếu chưa tuyên thệ nhậm chức vì cho đến trưa ngày 20 tháng 1 năm 2025, ông Trump vẫn sẽ không có quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Cho đến lúc đó, ông Joe Biden vẫn là Tổng thống. Theo các nguồn tin, sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ mới có thể thành lập một nhóm để giải quyết vấn đề Ukraine. Chỉ khi đó, ông mới có thể bắt đầu thực hiện các kế hoạch của mình. Không thể có hai chính phủ ở Washington với quan điểm đối lập trực tiếp. Sau thời điểm đó thì mới có thể nói đến triển vọng chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine. Về mặt giả thuyết, ông Trump có thể chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng câu hỏi đặt ra là trong điều kiện nào và ai sẽ được tuyên bố chiến thắng? ở giai đoạn này liên minh phương tây trong đó tất nhiên là có cả nước mỹ hoàn toàn không thoải mái khi kết thúc các cuộc chiến theo các điều khoản của tổng thống nga vladimir putin ví dụ như về tình trạng trung lập của kiev việc nga duy trì quyền kiểm soát đối với các khu vực mới ở ukraine và phi quân sự hóa và phi phát xít hóa ukraine bởi nếu thực hiện điều này thì ít nhất cũng có nghĩa là mỹ và phương tây đã chấp nhận một thất bại chính trị trong cuộc xung đột ukraine nói cách khác mọi thứ mà mỹ và châu âu đã làm cho đến nay đều vô ích và không có tác động quân sự chính trị nào và không có lý do gì để tin rằng chính quyền mới của mỹ sẽ đi theo con đường này với bóng ma rút quân ở afghanistan điều này có thể gây tổn hại đến uy tín chính sách đối ngoại của washington nếu ông Trump thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, tất nhiên đây chỉ là một giả định. Ông phải định hình tình hình theo cách mà Nga không giành chiến thắng trong cuộc xung đột, mặc dù Moscow đã giành được quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ và Ukraine không thua, tức là họ đã bảo vệ được nền độc lập và chủ quyền của mình. Và trong vấn đề này, điều quan trọng đối với phương Tây là Kiev phải là bên đầu tiên tuyên bố mong muốn chấm dứt xung đột theo những điều khoản như vậy để nó không chỉ là sáng kiến của phương Tây. Và tương lai gần tới đây sẽ cho thấy liệu ông Trump có thể giải quyết những mâu thuẫn hiện tại theo cách hiệu quả như vậy hay không, do đó khiến phương Tây có vẻ như không thua, Nga không thắng và Ukraine không bị đánh bại. Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra trong vòng 24 giờ, ngay cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng tuyệt vời nhất. Điều mà Tổng thống tương lai của Mỹ chắc chắn có trong kho vũ khí của mình là đòn bẩy kinh tế và sức mạnh quân sự. Chính quyền mới ở Washington có thể gây áp lực lên Moscow bằng cách tăng thêm áp lực trừng phạt và có thể đặt ép vào tình thế gần như vô vọng bằng cách giảm sự viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự. Nói cách khác, Mỹ rõ ràng có các lựa chọn, dù đây không phải là danh sách đầy đủ để tăng thêm áp lực cho các bên trong cuộc xung đột, nhưng còn câu hỏi chính đặt ra là liệu Moscow có đồng ý với những đề xuất như vậy hay không và liệu trong thời gian còn lại trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, Nga có tiếp tục chính sách sự đã rồi, tức là giành chiến thắng trực tiếp trên chiến trường để định hướng tình hình theo hướng có lợi hơn cho mình hay không. Báo dân Việt đưa tin, Oleksandr Zizky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine AFU, muốn rút quân khỏi khu vực Kursk của Nga nhưng không thể thực hiện được. Phóng viên quân sự Marat Khairulin tin như vậy. Ngoài ra, AFU còn che đậy mong muốn rút lui khỏi khu vực Curs bằng chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mặc dù trên thực tế quân đội Ukraine buộc phải rút lui vì họ đang thua cuộc, Marat Khairulin lưu ý. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine đã thấy mình trong tình hình cực kỳ tồi tệ ở khu vực Kursk của Nga. Về vấn đề này, họ đang tìm kiếm ít nhất một số lý do chính đáng để rời đi, Khairulin nói. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Ukraine Mariana Bezula, còn được gọi là Mariana Bezuklaya, đã nói trên kênh Telegram của mình rằng Tổng tư lệnh Sisky đang chuẩn bị rút quân khỏi khu vực Kursk. Theo bà, ông Sisky đã giữ im lặng về những tổn thất về lãnh thổ của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR và khu vực Kharkov trong suốt chiến dịch. Vào cuối tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đã mất 26.000 người trên hướng Kursk trong vòng một tháng. Ukraine cũng mất khoảng 19.000 thiết bị theo hướng giao tranh Kursk, nhiều hơn gần 1.000 thiết bị so với cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè năm 2023. Ông Putin cũng cho biết 10.000 binh lính Ukraine đã bị chặn ở khu vực hồ chứa nước tại vùng Kurs. Tại sao họ lại ngồi đó chịu những tổn thất như vậy? Bởi vì họ được lệnh từ nước ngoài bằng mọi giá, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử ở Mỹ, ông Putin nói. Thông tin từ Vietnamnet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Moscow tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong tuần qua đã kiểm soát thêm một khu định cư ở tỉnh Kharkiv và 5 ngôi làng ở Donetsk từ tay đối phương. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, các đơn vị thuộc cụm quân phía Tây đã giành được làng petro Chanevoye ở tỉnh Kharkiv. Trong khi đó, ở tỉnh Donetsk, hai cụm quân phía Nam và trung tâm lần lượt kiểm soát các làng Kudakivka Visne và Kremenaya Banka. Riêng với cụm quân Vostok, đơn vị này đã giành được cả làng Maximovka. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về nội dung bản thông báo trên. Một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Kyiv Independent hôm 8 tháng 11 rằng các máy bay không người lái UAV cảm tử của họ trong cuộc tập kích thành phố Saratov của Nga đêm ngày 7 tháng 11 đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại đó. Trong đoạn video được kênh Telegram Astra của Nga chia sẻ, có thể thấy vụ tập kích UAV đã tạo ra đám cháy lớn sáng rực một góc trời, thành phố Saratov. Hãng tin TASS của Nga sau đó xác nhận các cơ quan chức năng thành phố Saratov đã phát hiện nhiều mảnh vỡ UAV rơi trong khu công nghiệp nằm ở quận Zavosky. Được biết, vụ tập kích UAV đêm ngày 7 tháng 11 cũng khiến một số công trình dân sự bị hư hại. Thông tin từ tiền phong, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công kết hợp bằng 5 tên lửa và 92 máy bay không người lái UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm ngày 7 sáng ngày 8 tháng 11. Không quân Ukraine cho biết, trong đêm ngày 7 sáng ngày 8 tháng 11, quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander M từ Rostov, 4 tên lửa dẫn đường KH-59 trên 69 từ Benkorod và 92 UAV từ Kursk, Primorsko, Aktas, Orion và Krim. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng bom dẫn đường vào Kharkiv và Sumy. Tính đến 9 giờ sáng ngày 8 tháng 11, 4 tên lkh 59 trên 69 và 62 trong số 92 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn rơi ở Odessa, Mykolaiv, Kiev, Sumy, Kharkiv, Poltava, Kirovohodat, Zhytomyr, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Khmelnytsky và Ivano-Frankivsk. Những tuần gần đây, quân đội Nga đang tích cực triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, bom dẫn đường trên không và máy bay không người lái tấn công Ukraine. Đáng chú ý, trong khi tần suất và số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tăng lên thì số tên lửa mà Nga phóng lại giảm. Tuy nhiên, trong đêm ngày 7 và sáng ngày 8 tháng 11, Nga đã tăng số lượng tên lửa phóng lên đến 5 tên lửa. Điều này cho thấy Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công mới. Trước đó, chuyên gia quân sự Oleksandr Musenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý quân sự, trụ sở tại Kiev hôm 5 tháng 11 cho biết Nga tạm dừng các cuộc tấn công tên lửa là vì Moscow đang tích trữ tên lửa để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai. Theo báo Dân trí, trong vòng 74 ngày tới, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ rời nhiệm sở mà chưa có kế hoạch cụ thể nào về những bước đi tiếp theo. Trong những giờ đầu tiên sau khi bà Harris bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vào Nhà Trắng với cựu tổng thống Donald Trump, các bạn bè trợ lý và đồng minh chính trị của bà Harris đã nói rằng hiện còn quá sớm để xem xét chứ chưa nói đến việc lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, họ nói rằng bà Harris 60 tuổi sẽ có rất nhiều lựa chọn sau khi rời nhiệm sở. Không có lý do gì để tin rằng Đảng Dân Chủ sẵn sàng đề cử bà Harris làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào năm 2028, đặc biệt là khi ông Trump dễ dàng giành được phiếu đại cử tri. Bà Harris nhận được đề cử trong cuộc bầu cử năm 2024 một phần vì Tổng thống Joe Biden đã bảo cuộc đua và Đảng Dân Chủ không có đủ thời gian để tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ đúng nghĩa. Tuy nhiên, 4 năm là một khoảng thời gian dài trong chính trị, bà Harris có thể tiếp cận mạng lưới các nhà tài trợ lớn nhất của đảng và có thể trông cậy vào sự hối hận của các cử tri trên toàn quốc nếu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump hỗn loạn như bà dự đoán. California sẽ có một ghế trống cho chức thống đốc vào năm 2026, tuy nhiên, bà Harris nhiều khả năng không muốn vận động tranh cử với những thành viên khác của Đảng Dân chủ. Nhưng nếu làm như vậy, bà Harris sẽ không phải là phó tổng thống đầu tiên tranh cử thống đốc California sau khi thua trong cuộc bầu cử tổng thống. Trước khi tham gia công tác vận động hoặc nhóm chuyên gia, bà Harris sẽ cần quyết định chính xác bà muốn ủng hộ điều gì. Chiến dịch tranh cử tổng thống của bà chủ yếu thúc đẩy các chính sách của chính quyền Biden. Vào năm 2025, bà sẽ thoát khỏi sự báo buộc chính trị đó và có thể ưu tiên bất kỳ vấn đề nào bà muốn, nghị sĩ bang California là Barbara Lee nhận định, bà ấy mang lại giá trị to lớn cho đảng, nền tảng sự hiểu biết của bà về kế hoạch chính sách và khả năng xây dựng liên minh là những điểm mạnh lớn nhất của bà. Bà là một chiến binh vì nhân dân, bà đã và đang và sẽ tiếp tục giúp cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, bất kể xuất thân của họ, bất kể bà làm gì tiếp theo tôi biết bà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng. Sẽ không thiếu các nhà xuất bản sẵn sàng tung ra những cuốn sách viết về những trải nghiệm của bà Harris trong chính quyền Tổng thống Biden cũng như cuộc đua tranh cử của bà với ông Trump. Bà Hillary Clinton từng viết một cuốn sách có tựa đề Chuyện gì đã xảy ra sau khi ông Trump đánh bại bà trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Ông Gore từng tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường và sản xuất bộ phim tài liệu có tên gọi là Sự thật khó chịu công chúng thực sự quan tâm đến những suy nghĩ của bà Harris về việc phục vụ trong chính quyền Tổng thống Biden và chấp nhận thua trước một người mà bà từng chỉ trích mạnh mẽ. Gợi ý duy nhất về kế hoạch hậu bầu cử của bà Harris là mong muốn dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức những món ăn không có trên máy bay trong hành trình vận động tranh cử. Bà Harris nói vào ngày 27 tháng 10 tại một hiệu sách ở Pennsylvania, tôi dự tính sẽ tăng thêm vài cân sau khi chuyện này kết thúc. Bà Harris cũng có thể noi gương bà Clinton. Vài ngày sau khi thua ông Trump vào năm 2016, cựu Ngoại trưởng Clinton đã được nhìn thấy đi bộ trên một con đường mòn bên ngoài ngôi nhà của bà ở Chappaqua, New York. Bà Harris vẫn còn 10 tuần nữa sống tại đài quan sát hải quân, nơi không phải là tuyến đường đi bộ đường dài lý tưởng. Nhưng công viên Rock Creek ở Washington nằm gần đó, nơi có nhiều con đường tuyệt đẹp để phó tổng thống hoặc những người ủng hộ bà đi bộ và giải tỏa căng thẳng sau những ngày bầu cử. Ukraska Pravda đưa tin, báo cáo vào ngày 8 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết, tổng cộng 164 cuộc đụng độ đã xảy ra. Nga tiến hành 3 trận tập kích tên lửa và 62 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 5 tên lửa và thả 100 quả bom KAB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 453 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.500 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng Nga đã không thành công trong những nỗ lực ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, Kramators, Torres, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Kể từ đầu ngày hôm nay, theo hướng Pokrovsk, RFAF đã 34 lần cố gắng chọc thùng hàng phòng ngự của chúng tôi, trong khi ở Kurakove họ xung phong 40 lần. Không quân Ukraine cho biết Moscow đã triển khai UAV tấn công Ukraine vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 11. Lúc 21 giờ 18 phút, có thông tin một chiếc UAV bay về phía bắc vùng Sumy theo hướng nam, báo động phòng không đã được kích hoạt. Từ 21 giờ 29 phút đến 23 giờ 34 phút, hàng loạt UAV Nga hoạt động ở Sumy, Chernihiv, Poltava, Kharkov, Kherson, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Nikolaev, Kirovograd, Odessa. Sau nửa đêm cho tới tận 4 giờ 29 phút ngày 9 tháng 11, báo động phòng không vẫn được duy trì trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Kênh Dipset ghi nhận những tiến bộ mới của EDF-AF ở mặt trận phía đông. Dạng sáng nay ngày 9 tháng 11, các nhà phân tích đã báo cáo về sự tiến công của Nga gần 7 khu định cư thuộc vùng Donetsk và Luhansk. Báo cáo có đoạn đối phương tiến gần Maximovka, Miasozadovka, Danne, Selidove, Pechovka, Bokholchaplanka và Pobeda, Dipset báo cáo rằng vào tháng 10, lực lượng Moscow đã chiếm khoảng 490 km vuông lãnh thổ Ukraine và đây là con số lớn nhất tính đến thời điểm này trong năm và trong suốt thời gian Nga phản công diễn ra từ tháng 10 năm 2023, ngoại trừ những tháng đầu tiên khi chiến sự bùng nổ. Ngày 1 tháng 11, tình báo Estonia cho biết trong tuần qua, EDFAF đã kiểm soát thêm được khoảng 150 km vuông lãnh thổ ở khu vực Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Moscow gần đây đã tăng số lượng trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và quân số lên gần 100.000 người. Chiều dài của chiến tuyến cũng tăng lên 1.300 km. Đại diện của Bộ Tổng tham mưu Dmitry Lykoviv giải thích trên đường tiếp xúc chiến đấu, quân đội Nga có lợi thế đáng kể có khi gấp 5 lần. Thông tin từ báo Vietnamnet, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky cho biết, binh sĩ nước này gần đây tiếp tục chặn đứng cuộc tấn công của quân Nga gần thành phố Kudakove. Trang min.in.ua dẫn bài đăng của tướng Zizky trên mạng xã hội Telegram viết rằng, quân đội Nga đã điều động một đoàn thiết giáp nhằm đục thủng tuyến phòng ngự của quân Ukraina ở làng Maksimilianivka thuộc phía đông thành phố Kudakove. Các hệ thống trinh sát Ukraina sau đó đã theo dõi hướng di chuyển của đoàn xe đối phương đồng thời cung cấp tọa độ cho lực lượng pháo binh và máy bay không người lái UAV để thực hiện đòn tập kích vào đoàn xe. Ông Zizki viết trên Telegram đồng thời đăng đoạn video lữ đoàn không vận số 46 Ukraina đánh chặn đoàn thiết giáp đối phương kỹ năng của các binh sĩ Ukraine khiến đối phương không có cơ hội chiến thắng. Chính quyền Estonia cho biết cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào thủ đô Kiev hôm 7 tháng 11 đã làm hư hại tòa trung cư nơi đại sứ nước này ở Ukraine sinh sống. Ngoại trưởng Estonia Margus Tersakana viết trên mạng xã hội X hôm 8 tháng 11 kèm theo bức ảnh chụp một tòa nhà cao tầng ở quận Petersky thuộc thủ đô Kiev bốc cháy. Rất may, đại sứ Estonia tại Ukraine Anneli Kok không bị thương. Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ người dân. Theo thông tin trước đó từ cơ quan quân sự thủ đô Kiev, cuộc tấn công UAV của Nga dạng sáng ngày 7 tháng 11 đã khiến nhiều công trình tại 5 trên 10 quận trong thành phố này bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn. Riêng ở quận Pechersky, hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng nằm ở tầng thứ 32 của một công trình, đồng thời khiến cấu trúc tầng 33 tòa nhà đó bị hư hại nặng. Thông tin từ báo Công an Nhân dân, quan chức quân đội Mỹ xác nhận chính quyền Tổng thống Joe Biden đã sơ bỏ lệnh cấm triển khai nhà thầu quân sự Mỹ tới Ukraine. Động thái mở đường để các nhà thầu quân sự Mỹ đưa nhân sự sang Ukraine, trực tiếp sửa chữa các hệ thống vũ khí phức tạp mà phương Tây viện trợ ép. Các quan chức thông tin thêm, những nhà thầu này sẽ ở xa tiền tuyến và họ không trực tiếp chiến đấu với lực lượng Nga. Họ sẽ chỉ giúp quân đội Ukraine sửa chữa và bảo dưỡng vũ khí do Mỹ cung cấp khi cần thiết để chúng có thể nhanh chóng trở lại tiền tuyến. Mỹ và đồng minh đã viện trợ Ukraine nhiều loại vũ khí khác nhau và huấn luyện kỹ thuật viên Ukraine tự vận hành bảo dưỡng chúng. Tuy nhiên, các hệ thống vũ khí tiên tiến như tiêm kích F-16 và tên lửa phòng không Patriot yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao để bảo trì. Nguồn tin cũng cho hay, chính sách này mới được phê duyệt đầu tháng 11 năm 2024, ngay trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên Washington cho phép các công ty trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ làm việc trên lãnh thổ Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra tháng 2 năm 2022. Chưa rõ liệu chính sách này có được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump duy trì khi ông tiếp quản Nhà Trắng sau hai tháng nữa hay không, giới chức Mỹ từ tháng 2 năm 2022 nhiều lần khẳng định tất cả công dân Mỹ đều cần tránh xa tiền tuyến ở Ukraine. Do các hạn chế với sự xuất hiện của nhà thầu quân sự Mỹ trên lãnh thổ Ukraine bấy lâu nay, các hệ thống vũ khí phương Tây bị hư hại trong chiến đấu ở Ukraine thường được vận chuyển sang Ba Lan, Romania hoặc thậm chí đưa về Mỹ để sửa chữa, dẫn đến hao tổn kinh phí và thời gian. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin trên. Moscow từ lâu phản nàn, Mỹ cùng đồng minh đang can thiệp quá sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine và cảnh báo nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, dù chúng do ai vận hành. Trang tin quân sự AviaPro ngày 8 tháng 11 dẫn nhận định của chuyên gia Anh Alexander Mercuris cho biết lực lượng quân sự Ukraine đang buộc phải rút lui khỏi các vị trí của họ ở vùng Donbass, miền đông Ukraine một cách hỗn loạn và mất trật tự. Theo ông Mercuris, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã làm suy yếu đáng kể năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là trong việc sử dụng máy bay không người lái, vốn đã trở nên hầu như không hiệu quả trong khu vực chiến đấu. Chuyên gia Mercuris nhấn mạnh các công nghệ tác chiến điện tử tiên tiến của Nga đã ngăn chặn hoạt động của máy bay không người lái Ukraine, can thiệp vào hoạt động trinh sát và điều chỉnh hỏa lực. Nhà phân tích cho biết, Nga đang tích cực tiến công, sử dụng lợi thế của họ trong tác chiến điện tử, tấn công từ nhiều hướng khác nhau, buộc quân đội Ukraine phải vội vã từ bỏ các công sự của họ. Theo chuyên gia Mercury, những động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lớn kể từ đầu tháng 10. Ông tin rằng bước tiến hiện tại của lực lượng Nga là một trong những bước tiến quan trọng nhất kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ngoại trừ những tháng đầu tiên. Trước đó, các nguồn tin của Nga xác nhận lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào một số khu vực trên tiền tuyến trong những tuần gần đây, đặc biệt là theo hướng Kupians, nơi những đơn vị của Ukraine phải chịu tổn thất đáng kể. Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7 tháng 11 cho biết khoảng 15.000 quân Ukraine đã bị quân đội Nga vây bọc ở hai khu vực tại mặt trận Kupians, Kharkov. Nỗ lực này dường như đã tạo ra miệng túi, dồn lực lượng Ukraine vào thế ngặt nghèo. Ông nói thêm, họ đã bị bao vây và đang cố gắng tạo ra các cầu phao để di tản ít nhất một số quân lính, nhưng họ đã bị pháo binh của chúng tôi tập kích gần như ngay lập tức. Theo Điền kể từ đầu tháng 10, tình hình ở Kupians đã xấu đi đáng kể đối với các lực lượng Ukraine. Các quân nhân Ukraine thừa nhận lực lượng nga đang áp đảo về pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự. Kupians, một nút giao đường sắt và trung tâm hậu cần quan trọng, đã bị lực lượng Nga kiểm soát sau cuộc tấn công hồi tháng 2 năm 2022. Lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố này trong một cuộc tấn công chớp nhoáng qua vùng Đông Bắc vào tháng 9 cùng năm. Các đơn vị chiến đấu của Nga hiện chỉ cách Kupians vài km. Lực lượng Nga cũng đặt mục tiêu kiểm soát vùng Donbass phía đông Ukraine, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk. Donetsk tiếp tục là một trong những điểm nóng lớn nhất trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Ukraine, cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Vào tháng 9, lực lượng của Moscow đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu xung đột. Nga liên tiếp tuyên bố kiểm soát các khu vực ở Donbass, đe dọa các tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine. Báo Anh Guardian dẫn nguồn từ thực địa đưa tin các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phòng tuyến của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Theo thống kê của Guardian, vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km vuông lãnh thổ, chủ yếu là ở Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã giành khoảng 40 km vuông ở khu vực Kupians, Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Nga hiện kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Theo Toko, tuyến phòng thủ của khu vực kiên cố Kudakovo của lực lượng vũ trang Ukraine đang dần bị phá vỡ. Lãnh thổ của khu vực này đang dần bị quân đội Nga siết chặt. Trên bờ phía bắc của hồ chứa Kudakovsky, các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua các phòng tuyến của Ukraine và tiếp cận Beresky và Vodnosenka, bao vây lực lượng đối phương trong khu vực thành phố Kudakovo từ phía bắc. Tại khu vực này, cuộc tấn công đang được tiến hành trên một mặt trận rộng 10 km vào ngày 6 tháng 11, lực lượng vũ trang Nga đã đột phá qua tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và tiến nhanh đến Solsepka, nơi ba lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine đã đào hầm và sẽ cố gắng ngăn chặn lực lượng vũ trang Nga tiếp cận tuyến Andreevka Sariteni trên sông Volchia, phía sau đó là đường cao tốc H15 Zaporizhia Kudakove. Quân đội Nga đã tiến thêm 2 km và kiểm soát các vị trí gần Solsepka. Giữa Solsepka, Vodnosenka và Beresky, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát một ngọn đồi và tiến đến đường dây xe lửa. Hầu như không còn nghi ngờ gì nữa rằng Beresky sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của Nga, cũng như Novoselidovka, nơi hiện đang chứng kiến giao tranh ác liệt. Từ phía đông, quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực từ Maximilianivka, các vị trí của Ukraine ở đây cũng đang dần bắt đầu bị đẩy lùi. Các cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine đang bị phá vỡ lần lượt. Máy bay tấn công của Nga tiếp tục tấn công Dashnoye và Yelizavetivka. Ở khu vực phía nam, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận Yelizavetivka, Romanovka, Anovka, Uspenovka, Chudovoye, Konstantinopolskoye, Sukhi Yali và Radonoye siết chặt ruột phòng thủ của Ukraine trên các tuyến tiếp cận thành phố Kurakovo. Lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ tiến đến tuyến Bogati, Sariteni, cố gắng cắt đứt đường cao tốc H-15, có khả năng bộ chỉ huy nga có kế hoạch kết nối các nhóm quân phía đông và trung tâm phía sau hồ chứa kudakovo cắt đứt nguồn cung cấp và bao vây hoàn toàn lực lượng ukraine ở khu vực kudakovo không cho họ có cơ hội rút lui do đó nhiều khả năng là bộ chỉ huy ukraine sẽ rút quân khỏi kudakovo trước khi quá muộn Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị châu Âu tại Budapest, Hungary, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ý tưởng nhượng bộ Nga là không thể chấp nhận được đối với Ukraine và ông coi đó là hành động tự sát đối với toàn bộ châu Âu. Ông Zelensky cho biết, cuộc chiến với Nga đã leo thang đáng kể từ cuộc họp trước theo hình thức này. Ông nhắc lại rằng sau hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị châu Âu tại Anh vào tháng 7 đã có nhiều cuộc thảo luận về nhu cầu Ukraine phải nhượng bộ Nga. Ông Zelensky nói và một số người có mặt ở đây đã mạnh mẽ ủng hộ rằng Ukraine nên nhận bộ nga. Điều này là không thể chấp nhận được đối với Ukraine và là hành động tự sát đối với toàn bộ châu Âu. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không một nhà lãnh đạo mạnh mẽ nào từng giúp xây dựng một châu Âu thống nhất vững mạnh và hòa bình có thể tưởng tượng ra điều đó. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết khái niệm hòa bình thông qua sức mạnh đã nhiều lần chứng minh tính hiện thực và hiệu quả của nó. Ông nhấn mạnh bây giờ hòa bình thông qua sức mạnh lại một lần nữa cần thiết và không nên nghĩ rằng bạn có thể có được hòa bình bằng cách tỏ ra yếu kém hoặc từ bỏ bất kỳ vị thế nào của châu Âu hoặc vị thế của bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Báo Điện tử Dân Việt đưa tin, ngày 7 tháng 11, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền Nga khu vực Kharkov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang ở cách Kupiang vài km, quân đội Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ, chiếm giữ các cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Putin sau đó lưu ý rằng hai trung tâm ở hướng Kupiang đã bị bao vây. Ông Putin cho biết tại cuộc họp câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dai rằng trong vòng vây, quân đội Ukraine bị ép vào một điểm khoảng 10.000 người, nhóm này đã bị phong tỏa. Ông Putin nói thêm rằng khoảng 5.000 người nữa đã bị phong tỏa trong điểm thứ hai gần Kupiang. Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dai là hiệp hội gồm các chuyên gia hàng đầu của Nga và nước ngoài trong lĩnh vực khoa học chính trị, kinh tế, lịch sử và quan hệ quốc tế. Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 9 năm 2004 theo sáng kiến của cơ quan Sputnik, Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng và các tạp chí Nga trong các vấn đề toàn cầu và Russia Profile. Câu lạc bộ có tên như vậy do địa điểm tổ chức hội nghị đầu tiên diễn ra ở Veliky Novgorod gần hồ Van Vandai. Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Vandai là một trong những nền tảng hàng đầu thế giới về tương tác giữa giới tình hòa chính trị và trí tuệ Nga và quốc tế. Không quân Ukraine cho biết tối ngày 7 tháng 11, Moscow một lần nữa phóng UAV tập kích vào lãnh thổ Ukraine. Báo động phòng không được ban bố lúc 18 giờ 20 phút khi có một chiếc UAV xuất hiện ở phía nam vùng Sumy. Từ 19 giờ 26 phút đến 23 giờ 54 phút, hàng loạt UAV Nga được ghi nhận ở Sumy, Kharkov, Chenehib, Kiev, Poltava, Odessa, Kherson, Nikolaev, Zitomir, Chernomorsk, Yuzhny, Vinnytsia, Kirovograd. Báo điện tử VOV đưa tin Nga đang tiến hành các đợt tấn công UAV tầm xa gần như liên tục vào các thành phố của Ukraine khi các lực lượng của Moscow tiến công ở phía đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Moscow đang phóng số lượng UAV nhiều gấp 10 lần so với một thu năm ngoái. Theo người phát ngôn lực lượng phòng không Ukraine Yuri Ihanat, cùng với việc tăng cường không kích, Nga cũng bắt đầu phóng các UAV mồi nhử không chứa đầu đạn để áp đảo các hệ thống phòng không của Kiev. Những UAV rẻ hơn này đã khiến các hệ thống phòng không của Ukraine lúng túng bởi chúng có thể bắn nhầm các UAV mồi nhử thay vì bắn các UAV mang đầu đạn sát thương. Các UAV mồi nhử chiếm một nửa trong tổng số UAV Nga đã phóng vào Ukraine, ông Ihanat cho hay. Quân đội Nga đã tấn công dồn dập Ukraine trong suốt cuộc xung đột, nhưng những động thái trên cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật của Moscow. Ukraine đang chịu sức ép to lớn trên mặt trận miền Đông, nơi mà người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này cảnh báo quân đội đang đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Hết đêm này qua đêm khác, người dân Kiev và trên khắp Ukraine bị đánh thức bởi âm thanh của những tiếng nổ và các cuộc tấn công UAV liên tục. Ở thủ đô của Ukraine, từ ngày 1 tháng 9 cho đến nay, chỉ có duy nhất một đêm không có cuộc tấn công UAV. Mục tiêu của họ là phá vỡ tinh thần của chúng tôi. Vadim Naustinov, một người dân sống ở trung tâm Kiev cho hay, những mảnh đạn từ các UAV rơi xuống đã khiến ít nhất hai người bị thương và phá hủy một số tòa nhà ở Kiev sau cuộc tấn công vào đêm ngày 7 tháng 11 Ông Serhi Popko, một quan chức thành phố thông báo, ông cho biết đây là một cuộc tấn công lớn theo từng đợt từ các hướng và độ cao khác nhau. Ngày 4 tháng 11, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã tăng gấp 10 lần các cuộc tấn công UAV vào Ukraine. Trong khi Nga tăng cường các cuộc tấn công, Ukraine đối mặt với nguy cơ Mỹ rút dần sự hỗ trợ sau khi ông Trump tái đắc cử. Trong suốt chiến dịch của mình, ứng viên Đảng Cộng hòa này đã bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về việc Mỹ cam kết tiếp tục viện trợ cho Ukraine giữa bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã kéo dài gần 3 năm. Ông Zelensky đã nhanh chóng chúc mừng ông Trump hôm 6 tháng 11 và nói rằng ông đánh giá cao cam kết của Tổng thống đắc cử đối với hòa bình thông qua sức mạnh, một nền tảng trong chính sách đối ngoại của ông. Tôi nhớ lại cuộc gặp tuyệt vời với ông Trump hồi tháng 9 khi chúng tôi thảo luận chi tiết về quan hệ đối tác chiến lược Ukraine-Mỹ, kế hoạch chiến thắng và các cách để chấm dứt hành động gây hấn của Nga với Ukraine, ông Zelensky cho hay. Ngày 6 tháng 11, đánh dấu tháng thứ ba, Ukraine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga để chuyển hướng các lực lượng của Moscow khỏi mặt trận miền đông. Đây là nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo mọi người trên thế giới đều thấy rằng Ukraine có thể thay đổi tiến trình cuộc xung đột này để khiến những người phải chịu trách nhiệm cảm thấy áp lực thực sự. Hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được bởi những người thực sự dũng cảm, ông Zelensky nói hôm 6 tháng 11. Radio Liberty đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington tiếp tục thảo luận với các đồng minh và đối tác về phản ứng đối với việc Triều Tiên triển khai quân đội gần biên giới Ukraine. Ông Miller phát biểu, chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác về phản ứng thích hợp đối với việc triển khai binh lính Triều Tiên ở khu vực Kursk của Liên bang Nga và khả năng họ tham gia vào các hoạt động chiến đấu. Đồng thời, người phát ngôn lưu ý rằng ông chưa thể đưa ra thông báo chính thức về bất kỳ quyết định cụ thể nào. Ông nói thêm rằng phản ứng trước hành động gây hấn của Nga không chỉ là phản ứng của Mỹ. Vì vậy, đại diện Bộ ngoại giao nhắc lại rằng vì mục đích này, toàn bộ một liên minh đã được tập hợp gồm 50 quốc gia. Ông Miller nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trên chiến trường và nỗ lực duy trì liên minh mà chúng tôi đã xây dựng. Trước đó, Ukraine và phương Tây cáo buộc quân đội Triều Tiên được cho là đã tham gia chiến đấu lần đầu tiên ở khu vực Kurs của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng đã có tổn thất đối với binh sĩ Triều Tiên khi sát cánh chiến đấu cùng Nga ở Kurs. Nga, Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên, song trước đó khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước phù hợp với luật quốc tế và không nhằm vào bên thứ ba nào. Kênh Military Samarit đưa tin, quân đội Nga RFAF đang tiến ngày càng sâu vào phía nam vùng Donetsk. Có vẻ như lực lượng Kiev đã không thể giữ vững sự ổn định của tiền tuyến, liên tục thất thủ ở những thành phố làng mạc và thị trấn quan trọng. Tại phía bắc Kurakove, nguy cơ hình thành một vòng vây lớn hơn đang ngày càng tăng, có thể buộc quân đội Ukraine AFU phải rút lui. Tuy nhiên, cùng lúc đó, lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía tây và ngày càng gần đến làng Zoria. Khu vực tiền tuyến Severs cũng vẫn rất sôi động. edf đang tiến dọc theo những ngọn đồi phía bắc ivano Daripka. Cuộc đột kích này của họ nhằm kiểm soát những ngọn đồi ở sơn phía bắc ngôi làng. Kênh Avivuenkori xác nhận hiện nay lực lượng Moscow đã đột phá đến Soltosovka, vòng qua Kudakove từ phía bắc. Các chiến binh Ukraine trên mặt trận truyền thông đang liên tiếp cập nhật về bước tiến nhanh chóng của lực lượng Moscow một sĩ quan ukraine với biệt hiệu là alex viết tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng tại kudakove quân đội nga đang tấn công sontesoka hôm qua đối phương đã đột nhập được vào sontesoka giao tranh diễn ra ở ngoại ô ngôi làng chiến binh ida stanislav Bujatov viết tại kudakove vấn đề ở đoạn sonsevka sarieteni ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn hôm qua edfaf đã đột nhập vào sonsevka một binh sĩ với biệt danh là Musnoy cũng xác nhận thông tin về các trận chiến giành ngôi làng Beresky trên bờ hồ chứa Kurakov. Ông cũng viết rằng giao tranh sẽ sớm bắt đầu ở phía đông về phía khu định cư Sariteni. Ông Musnoy viết, quân đội Nga đang tích cực mở đường đến Sontosoka qua những ngọn đồi và kiểm soát các vị trí tiền phương ở ngoại ô ngôi làng. Ngoài ra, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Beresky, một phần ngôi làng đã thất thủ các trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra tại Saritene. Ông Musnoy nhận định nếu tiến phòng thủ Sontosoka và Saritene thất thủ, chúng ta có thể cho rằng mọi con đường đến Kurakove từ phía Bắc sẽ bị cắt đứt. AFU chỉ còn một con đường an toàn ở phía nam con sông tới Zaporizhia. Kênh Toby Ayodele cho biết lực lượng Moscow tiếp tục vòng qua Kurakove từ phía Bắc và phía Nam đánh thẳng vào hậu phương của AFU. Ý đồ chiến thuật của Bộ Chỉ huy Nga tương đối rõ ràng hình thành những gọng kìm bao vây một khu vực rộng lớn, bao gồm cả thành phố Ven Hồ này. Một khi các cánh quân hợp vây ở Andrivka hoặc Konstantinopin và toàn bộ cụm binh lực Kiev sẽ như cá nằm trong dọ. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 7 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 140 cuộc đụng độ đã diễn ra quân đội Nga đang tập trung nỗ lực chính vào hướng Kudakove, đồng thời cũng đang tích cực tiến công ở Pokrovs và Liman. Báo cáo có đoạn, cho đến nay đã có 140 cuộc động độ, Nga thực hiện 55 cuộc không kích, thả 87 quả bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 687 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.600 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, AFU đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương trên hướng Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Gramatos, Torres, Vremovsky, Orekhov và Denny Lực lượng phòng vệ tiếp tục hoạt động trên mặt trận Kursk. Về phía Pokrovsk, trong 24 giờ qua, Nga đã đột kích các vị trí của chúng tôi 23 lần nhưng đều bị đẩy lùi. Các trận chiến nóng bỏng nhất hiện nay là ở Kudakove, nơi đối phương đã có tới 50 lần cố gắng tiến lên, báo cáo cho hay. Dipset cho biết Nga hạ gục Novo Alexievka ở vùng Donetsk theo dữ liệu cập nhật từ DeepSet, lực lượng Moscow đã kiểm soát khu định cư Novo Alexeyevka ở vùng Donetsk. Dạng sáng nay, ngày 8 tháng 11, các nhà phân tích thuộc DeepSet đưa tin đối phương đã giành được Novo Alexeyevka. Ngoài ra, họ còn phát triển ở gần Novotmichovka, Novo Alexandrovka và Maximovka thuộc vùng Donetsk. Europin Pravda đưa tin tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị châu Âu tại Budapest hôm 7 tháng 11, Tổng thống Zelensky xác nhận dự thảo văn kiện song phương với Hungary chưa có điều khoản ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO. Ông Zelensky nhắc lại rằng trong chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tới Ukraine vào tháng 7, các bên đã đồng ý làm việc trên một tài liệu song phương. Đồng thời, ông lưu ý rằng tài liệu song phương không chỉ chứa đựng những gì một bên mong muốn tổng thống zelensky nêu rõ sự hỗ trợ của hungary dành cho ukraine ở eu rất quan trọng đối với chúng tôi sự hỗ trợ của hungary dành cho ukraine trong nato rất quan trọng đối với chúng tôi tài liệu này hiện không bao gồm sự hỗ trợ của hungary dành cho ukraine trong nato và vì nó không tồn tại nên tài liệu này chưa được ký kết nhà lãnh đạo ukraine trước đó cho biết kiev và budapest đang nỗ lực chuẩn bị một tài liệu song phương sẽ đề cập đặc biệt là các vấn đề an ninh và việc ukraine gia nhập nato ông zelensky tuyên bố rằng ukraine trong khuôn khổ tài liệu này sẽ yêu cầu hungary không ngăn cản việc nước này gia nhập liên minh trong tương lai sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hungary Mét xác nhận các cuộc đàm phán về một thỏa thuận song phương với Kiev, nhưng nói rằng vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine không được thảo luận. Ukrainska Pravda đưa tin, tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Budapest, Tổng thống Zelensky đã bình luận về lời hứa của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ ông zelensky phát biểu tôi chắc chắn rằng chiến tranh kết thúc nhanh chóng đồng nghĩa với tổn thất nếu chỉ đơn giản là nhanh chóng thì có nghĩa là tổn thất đối với ukraine tôi chỉ không hiểu nó theo cách nào khác có lẽ chúng ta không biết điều gì đó chúng tôi không thấy điều đó xảy ra tổng thống ukraine cho biết chưa nói chuyện với ông trump về việc này nhưng sẽ lắng nghe những đề xuất của tân tổng thống mỹ sau tôi thấy rõ một điều ông ấy thực sự muốn chấm dứt nhà lãnh đạo ukraine nhấn mạnh Trước đó, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine chỉ sau 24 giờ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, khen ông là người can đảm và khẳng định sẵn sàng đàm phán. Báo Đời sống và Pháp luật đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận Van Vandai hôm 7 tháng 11. Tôi không biết quân đội của chúng tôi đã thông báo hay chưa, nhưng có hai khu vực theo hướng Kupians, nơi quân đội Ukraine đã bị chặn lại. Một khu vực thực tế đang bị bao vây, khoảng 10.000 quân Ukraine bị chặn trên bờ một hồ chứa nước. Ở một khu vực khác gần Kupians, khoảng 5.000 quân Ukraine bị chặn. Ông Putin nhấn mạnh lực lượng Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn và đang cố gắng tạo ra các cầu phao để di chuyển ít nhất một số binh lính, nhưng họ đã bị pháo binh của quân đội Nga tiêu diệt ngay lập tức. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ngoài ra còn có hai hoặc ba khu vực mà quân đội Ukraine bị chặn trong vùng chịu trách nhiệm của nhóm chiến đấu trung tâm Nga. Chắc chắn có hai khu vực tại thời điểm này và có thể khu vực thứ ba sẽ sớm xuất hiện. Quân đội Ukraine chắc chắn nhận thức được những diễn biến này, nhưng các quyết định được đưa ra ở cấp độ chính trị không nhằm mục đích mang lại lợi ích cho nhà nước Ukraine, chứ chưa nói đến người dân Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát đối với khu định cư Kremenaya Banka ở Donetsk vào ngày 7 tháng 11. Nhờ các hoạt động tấn công thành công, các nhóm chiến đấu của Nga cũng tiếp tục tấn công và gây ra những tổn thất đáng kể với quân đội Ukraine trên toàn chiến tuyến. Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine trong báo cáo mới nhất cho biết tổng cộng đã có 147 cuộc giao tranh xảy ra trên chiến trường trong ngày qua. Trong đó, hoạt động ác liệt nhất được ghi nhận ở các mặt trận Pokrovs và Kudakove, nơi quân Nga đã cố gắng đột phá phòng tuyến của quân phòng thủ Ukraine, tổng cộng là 74 lần. Trên mặt trận Pokrovsk, quân phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn 24 hành động tấn công của Nga gần các khu định cư Mirobilivka, Promin, Lysivka, Krutia, Hrihodivka, Sukhya và Selidove. Trên mặt trận Kudakove, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi 50 cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga tập trung nỗ lực chính của họ gần các khu định cư Inlinka, Novoselidivka, Kreminabanka, Novodemichivka, Solsivka, Maximilianipka, Antonipka, Danie và Trên biên giới với các tỉnh Chernihiv và Sumy, Nga đang tích cực sử dụng pháo binh và máy bay từ lãnh thổ biên giới để nhắm vào các khu định cư của Ukraine. Chiến dịch của Ukraine tại vùng Kursk của Nga vẫn đang diễn ra. Kênh Ridovka tóm tắt kết quả cuối ngày 7 tháng 11 cho biết, trong bối cảnh phải chịu sức ép liên tục và trên thực tế, Torres bị mất một nửa, tình hình của lực lượng kỳ ép trở nên nghiêm trọng. Họ đã tập hợp tất cả lực lượng có trong tay và cố gắng để đối phương ra khỏi bãi thải của Motosen Chananya. Lực lượng Moscow dựa trên tình hình hiện tại dường như đã quyết định thay đổi cách đánh. Thay vì tiếp tục tấn công vỗ mặt trực tiếp vào trung tâm thành phố, họ có thể sẽ đi một con đường khác đó là mở cánh, tạo những gọng kìm bao vây đối phương, cắt đứt đường tiếp viện. Chiến thuật vây điểm diệt viện đã được quân đội Nga thực hành nhuần nhuyễn và rất thành công ở Upleda, Selidove, rất có thể một lần nữa được áp dụng ở Torres. Theo kênh Tuy Ba, Moscow đã tấn công các mục tiêu ở Kiev và một số khu vực trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Đổi lại, Ukraine một lần nữa phóng máy bay không người lái vào các khu vực hậu phương của Nga. Tại vùng Kurs, giao tranh vẫn tiếp diễn trên thành phố các quận Korenevo và Suza. Một số báo cáo cho biết Nga đã bắt đầu giai đoạn 3 trong cuộc tổng phản công đột kích cùng lúc từ nhiều hướng. Trong ngày hôm nay, dự kiến sẽ có những tin tức nóng bỏng và dồn dập từ mặt trận này. Theo hướng Pokrovsk từ Selidovo, EDFIF phát triển nhanh về phía Tây và đang đột phá vào Novo Alexeyevka. Về phía Donetsk, tại tâm điểm Kudakhove, lực lượng Moscow đã kiểm soát khu định cư Kremina Banka, đồng thời cũng đạt được những bước tiến đáng kể trong vùng lân cận Stepanovka và tham gia vào các trận chiến giành Ilinka. Tại Nam Donetsk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Bohoyablenka và Maximivka. Tại Antonivka, hơn một nửa khu định cư đã nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Moscow. Báo điện tử VOV đưa tin, trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã duy trì tấn công và gây áp lực liên tục lên phòng tuyến của Ukraine ở Donbass, khiến Kiev phải đối mặt với tình thế ngặt nghèo. Trong khi Nga đạt được những bước tiến vững chắc ở khu vực Donbass, thì quân đội Ukraine đang phải gồng minh lấp lỗ hồng trong tuyến phòng thủ tiền tuyến. Thị trấn pháo đài Pokrovsk đang bị đe dọa, đây là trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng có thể mở đường cho Nga tiến sâu vào vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk và xa hơn nữa. Trên tuyến đầu ở Donbass, tình hình vẫn còn khó khăn. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky cho biết trong thông báo trên Telegram vào ngày 2 tháng 11, ông Sisky nói thêm rằng các lực lượng Ukraine ở đó đang kìm hãm một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Nga đã bắt đầu tiến hành đợt tấn công mới vào mùa xuân và đang gặt hái được một số thành công ở miền đông Ukraine. Theo dữ liệu do Viện nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ công bố, quân đội Nga đã tiến được 478 km vuông vào lãnh thổ do Ukraine chiếm giữ vào tháng 10 năm 2024. Đây là bước tiến lớn nhất mà Moscow đạt được kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuộc đua xem bên nào sẽ chạm đáy trước trong những tháng gần đây lực lượng nga đã duy trì tấn công và gây áp lực liên tục ở miền đông ukraine ông gustav kresen thành viên chính sách cấp cao tại hội đồng quan hệ đối ngoại châu âu nhận định đây là một cuộc chiến tiêu hao năng lực của cả hai bên đang suy giảm đây là một cuộc đua để xem ai sẽ chạm đáy trước có vẻ như ukraine sẽ là bên chịu thiệt đặc biệt là về thiết bị hạng nặng họ chưa thể thay thế xe chiến đấu bọc thép trên chiến trường do sự chậm trễ trong việc chuyển giao khí tài quân sự của phương tây Ngoài ra, thiếu nhân sự cũng là một vấn đề quan trọng. Tiến sĩ husen Aliyev là giảng viên cấp cao tại Đại học Glasgow cho rằng Nga không có thêm quân đội hay vũ khí, nhưng sự thay đổi thực sự nằm ở phía Ukraine. Kiev đang gặp vấn đề lớn trong tuyến phòng thủ. Về cơ bản, việc Nga giành được lãnh thổ không hoàn toàn nhờ sức mạnh vượt trội của họ, mà nằm ở chỗ khả năng phòng thủ của Ukraine đang sụp đổ. Các lực lượng tiên tuyến của Ukraine đang phải chiến đấu với nguồn vũ khí và nhân lực ngày càng ít đi, vì thế họ không thể bịt lỗ hồng mà Nga đang gây ra cho tuyến phòng thủ của họ, ông Hussein Aliyev lưu ý. Theo ông Aliyev, một trong những vấn đề lớn nhất mà quân đội Ukraine phải đối mặt là sự thiếu sự luân chuyển binh sĩ và thiếu lực lượng bổ sung. Ông Aliyev nói trong hai năm qua, các trung đoàn dày dạn kinh nghiệm của Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến hầu như không nhận được bất kỳ sự tăng viện nào. Thay vì củng cố các đơn vị hiện có này, Kiev đã thành lập các lữ đoàn mới với những chỉ huy ít kinh nghiệm hơn và các binh sĩ được huấn luyện nhanh chóng, chủ yếu là từ nỗ lực huy động quân trong gần đây họ được đưa ra mặt trận để ngăn chặn sự tiến công của Nga. Kết quả là các đơn vị mạnh của Ukraine bị suy yếu, còn các đơn vị mới được triển khai ở tiền tuyến lại cực kỳ thiếu kinh nghiệm. Bước đột phá của Nga ngày càng khiến Ukraine lo ngại hơn khi đối phương tiến gần đến thị trấn Pokrovsk, cách thành phố Donetsk khoảng 60 km về phía tây. Nhà phân tích Lewitsky nhận định trong hai hoặc 3 tháng qua, Pokrovsk dường như là mục tiêu chính của Nga trong khu vực. Ngày 3 tháng 11, Nga cho biết quân đội nước này đã tiến vào làng Vitneve, cách thị trấn Pokrov hàng chục km. Nếu Pokrov rơi vào tay Nga, các hoạt động quân sự của Ukraine ở khu vực Donetsk sẽ trở nên đặc biệt khó khăn bởi thị trấn này là một trung tâm hậu cần kết nối với các thành phố xung quanh. Pokrov nằm ở ngã tư đường sắt và đường bộ, từ đây có những tuyến đường kết nối tốt đến các thành phố xung quanh bao gồm Zapo, Dnipro, Kramators và Kupiansk. Thị trấn này cũng là thành trì mang tính biểu tượng của Ukraine, nơi đây được coi là tuyến phòng thủ vững chắc vào năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea. Ông Gresen mô tả Pokrovs là một pháo đài khổng lồ được xây dựng với hệ thống bong ke sâu và kiên cố. Còn nhà phân tích Haasler đánh giá đây là một trong những vị trí phòng thủ quan trọng cuối cùng của Ukraine ở phía trước sông Dnipro. Jack Walling chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại viện các quân chủng thống nhất hoàng gia anh đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm cho ukraine trong bài phân tích trên Foreign Affairs, ông cho rằng lực lượng Ukraine đã dàn mỏng dọc theo tuyến đầu dài hơn 1.000 km và phải vật lộn với tình trạng thiếu xe chiến đấu bọc thép, pháo binh, đạn dược. Ông Quát Linh cho rằng việc lực lượng phòng không chiến thuật của Ukraine bị suy yếu đã tạo điều kiện cho máy bay không người lái trinh sát Nga có cơ hội cung cấp dữ liệu quan trọng về mục tiêu quan trọng, cho phép Nga sử dụng tên lửa và UAV tấn công để phá hủy các tài sản quan trọng của Ukraine. Quân đội Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt để làm lộ vị trí của Ukraine. Sau đó, họ sử dụng bom lượn phá vỡ hàng phòng thủ và đẩy lui pháo binh Ukraine, cho phép lực lượng pháo binh Nga di chuyển về phía trước. Khi hàng phòng thủ của Ukraine bị phá vỡ, lực lượng Nga sẽ tiến lên và đột kích vào các chiến hào để chiếm vị trí. Đây là hoạt động đầy rủi ro nhưng đang mang lại kết quả cho Nga. New York Times đưa tin, thành công của Nga đã khiến nhiều quan chức tại Washington và Kiev bi quan về kết quả cuộc chiến, đồng thời đặt câu hỏi về những gì sẽ diễn ra tiếp theo đối với Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa hết cơ hội ngăn cản quân đội Nga. Chuyên gia quân sự Michael Kopman suy đoán, các hoạt động của Nga đang bị hạn chế đáng kể và lợi thế của họ trên chiến trường có khả năng sẽ giảm khi mùa đông tới, cũng như vào năm 2025. Ông Michael Kopman nhấn mạnh Nga không thể tiếp tục chịu tổn thất lớn. Cuộc tấn công của họ cuối cùng sẽ lên đến đỉnh điểm và sau đó họ khó có thể bắt đầu một cuộc tấn công mới. Các quan chức Mỹ nói với The New York Times rằng Ukraine sẽ có cơ hội để lợi dụng tình trạng thiếu hụt nhân lực và thiết bị của Nga vào mùa hè năm sau nhằm giành lợi thế. Nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào việc Mỹ và phương Tây có tiếp tục hỗ trợ Kiev hay không.